Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 28 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Các đại biểu Quốc hội góp ý dự thảo luật phòng cháy chữa cháy. Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 10. Các thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chương trình có bài về giữ lửa ấm trong các gia đình thời hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Chiều qua ngày 27 tháng 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhiều nội dung về công tác phòng cháy chữa cháy được các đại biểu quan tâm, nhất là trong bối cảnh hàng loạt vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra thời gian qua. Dự phiên họp về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Chủ tọa tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nói về các quy định liên quan đến thẩm định thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy. Đại biểu Hòa cho rằng quy định về những vấn đề trên là cần thiết, nhưng theo phản ánh của một số cơ sở sản xuất kinh doanh thì như vậy là quá khắt khe, áp dụng theo tiêu chuẩn của châu Âu là chưa thực tế ở nước ta. Thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy ở những nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư rất cao, giá vật tư mua của các cơ sở dịch vụ lĩnh vực này là khá đắt đỏ. Nếu mua không đúng tiêu chuẩn, thương hiệu theo quy định thì sẽ không được thẩm định, cấp giấy phép đủ điều kiện để được sản xuất kinh doanh. Trong tình hình hiện nay, việc xảy ra cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, thường xảy ra cháy gây chết người. Những nơi xảy ra cháy thường là khu dân cư xuống cấp, dịch vụ karaoke, nhà trọ mini, cơ sở sản xuất kinh doanh chất dễ cháy, nhà ở hẻm, ngõ, ngách, nơi chứa chất rễ cháy và là nơi là chữa cháy rất khó khăn. Để quy định có tính ràng buộc, tôi đề nghị nên phân biệt các loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh dễ cháy nổ thì quy định khắt khe phòng cháy chữa cháy về quy định tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở ít xảy ra cháy, dễ dàng cứu chữa thì quy định phòng cháy an toàn. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội ý kiến. Bộ trưởng cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tiếp đó, vào chiều ngày 28 tháng 6, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Đoàn Thị Thanh Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, phát biểu thảo luận tại hội trường về dự án luật địa chất và khoáng sản. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung... Trong hai ngày 27 và 28 tháng 6, tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh diễn ra Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện Hội văn học nghệ thuật một số tỉnh, thành phố, các văn nghệ sĩ người Hưng Yên tại Hà Nội và toàn thể hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2018-2024, Hội văn học nghệ thuật tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế là ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ trong tỉnh. Các tác phẩm văn học nghệ thuật của các văn nghệ sĩ trong tỉnh đã phản ánh tương đối toàn diện sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh, khơi dậy và phát huy những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, con người Hưng Yên và đã đạt gần 150 giải thưởng, huy chương các loại ở tất cả những chuyên ngành khi tham gia các cuộc thi, liên hoan, triển lãm ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức, phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh như liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 22 năm 2020, triển lãm mỹ thuật khu vực 2 Đồng bằng sông Hồng lần thứ 28. Ngoài ra, công tác hỗ trợ sáng tạo và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật, tổ chức trại sáng tác tập trung, trại sáng tác trẻ, trại sáng tác theo chuyên đề dành cho các ban chuyên môn được Hội văn học nghệ thuật tỉnh quan tâm tổ chức. Đối với đặc sản văn nghệ Phú Hiến, đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối đưa tác phẩm của văn nghệ sĩ đến với bạn đọc. Trong nhiệm kỳ 2024-2029, đại hội đề ra Hội văn học nghệ thuật tỉnh công bố từ 60 đến 80 tác phẩm văn học, 150 đến 170 tác phẩm nghệ thuật
xuất bản từ 60 đến 80 tác phẩm, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức và đăng cai tổ chức từ 1 đến 2 cuộc liên hoan, triển lãm nghệ thuật của tỉnh và từ 1 đến 2 cuộc liên hoan, triển lãm nghệ thuật trong khu vực, tổ chức ít nhất 2 cuộc thi theo chủ đề phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kết nạp mới từ 30 đến 40 hội viên, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của đặc san văn nghệ phụ hiến. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên và các văn nghệ sĩ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chúc mừng các ông bà đã được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Hội văn học nghệ thuật tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội văn học nghệ thuật tỉnh cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Coi văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người, là động lực to lớn trực tiếp, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người. Cơ sở nghị quyết và phương hướng mà được thông qua hôm nay, thì Hội văn học nghệ thuật thì cần xây dựng cái chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Thì trong đó thì cần xác định rõ cái mục tiêu, nhiệm vụ, rồi các cái giải pháp trọng tâm đáp ứng yêu cầu của cái nhiệm vụ, để tranh thủ các nguồn lực để tạo môi trường thuận lợi cho cái hội viên sáng tác, sáng tạo, để rồi phấn đấu để có nhiều cái tác phẩm chất lượng, để quan tâm đến cái sự phát triển đa dạng về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, chú trọng đến các đề tài mà phản ánh sâu sắc, sinh động cái hiện thực cuộc sống của nhân dân Hưng Yên, từ của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập và quốc tế, để các đề tài về công nhân, về công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, về xây dựng cái chuẩn mực nếp sống mới, tiên tiến cái nếp sống văn hóa, để xây dựng được các hình tượng nghệ thuật sinh động, tương xứng với cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đa dạng cái thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần vào cái chuyện về việc tuyên truyền quảng bá của hình ảnh của Hưng Yên trong nước và quốc tế, phấn đấu có nhiều các tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi của các bộ ngành trung ương và của tỉnh. Thì tôi đề nghị các đồng chí trúng cử để tiếp tục phát huy cao cái tinh thần trách nhiệm, để có nhiều cái đóng góp tích cực hơn vào cái thành công chung vì cái phần phát triển của hội trong cái nhiệm kỳ 24-29. Nhân dịp này, Hội văn học nghệ thuật tỉnh được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 bức chướng với nội dung đoàn kết, sáng tạo, phát triển. 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2018-2024 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội văn học nghệ thuật tỉnh được nhận cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội văn học nghệ thuật của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội bầu Ban chấp hành Hội văn học nghệ thuật tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 14 ủy viên. Ban chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Chu Huy Phương tái cử chức danh Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2024-2029. Quý vị và các bạn, hôm nay cùng với cả nước, hơn 1.600 thí sinh của Hưng Yên bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với bài thi tổ hợp và môn ngoại ngữ. Ghi nhận của phóng viên trong ngày thi hôm nay tại một số hội đồng thi. Trong ngày thi thứ hai, buổi sáng các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học, hoặc bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Các môn thi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút. Tùy theo mục đích dự thi, thí sinh tự do có thể chọn cả bài thi tổ hợp hoặc chỉ chọn một số môn thành phần của bài thi tổ hợp cho phù hợp. Trong khi đó, thí sinh đang học lớp 12 bắt buộc làm trọn vẹn 3 môn thi của một bài thi tổ hợp. Số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học xã hội chiếm đa số với hơn 11.500 em, chiếm gần 70,6% thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học tự nhiên là hơn 4.800 em. Đề thi mỗi môn gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh nhận xét về đề thi các môn tổ hợp vừa sức, không quá đánh đố thí sinh. Đề cũng vừa tầm, không quá khó. Trong 3 môn đấy thì em thấy môn lý khó nhất. Bắt đầu từ câu
32 trở đi đâu là cô phải có 2 triệu. Đề thi tổ hợp khoa học xã hội hôm nay thì em cảm thấy là cũng khá là phù hợp với cả năng lực học sinh hiện tại. Môn công dân hơi trừu tượng quá, thế là em thấy hơi khó. Về lịch sử cũng 30 câu đầu thì em thấy là cũng vừa sức. Đề địa thì có nhiều câu atlas để cho các bạn có thể tra, còn đề công dân thì em thấy khá là dài ạ. Những câu cuối thì khó. Buổi chiều thí sinh dự thi môn ngoại ngữ. Tại Hưng Yên, thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi 5/7 môn ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Trong đó, số thí sinh chọn môn tiếng Anh chiếm 99,34%. Đề thi môn ngoại ngữ gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh nhận xét đề thi môn tiếng Anh vừa sức, bám sát kiến thức trong sách giáo khoa nhưng vẫn có câu hỏi phân loại thí sinh. Đề thi môn tiếng Anh chiều nay em thấy là nó cũng là một đề thi cũng đòi hỏi các bạn phải học thật chăm chỉ thì mới có thể hoàn thành được bài thi này thật tốt ạ. Em nghĩ là đề tiếng Anh khá là dễ ạ, và khoảng chỉ 4-5 câu là có hơi hóc búa thôi. Em mất khoảng 15 phút để làm khoảng hết 80% ạ, và khoảng 20% còn lại em dành số thời gian còn lại để làm. Em nghĩ cả đề là có khoảng 5-6 câu là câu hỏi khó. Đa số là các bài đọc thì nó nói về những cái chủ đề dạo gần đây khá là hay ạ. Trong ngày thi thứ hai, toàn tỉnh không có cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh vi phạm quy chế thi. Theo kế hoạch, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 7. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, gần 16.400 thí sinh của tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành 3 ngày thi chính thức. Năm nay, kỳ thi về cơ bản giữ ổn định, tuy nhiên có những điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, các cơ sở đào tạo nhằm đảm bảo khách quan, công bằng và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Toàn tỉnh có gần 16.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 33 điểm thi, trong đó có gần 13.600 thí sinh giáo dục phổ thông, khoảng 2.800 thí sinh giáo dục thường xuyên. Năm nay là năm cuối cùng thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập kiến thức cho học sinh, bám sát đề thi minh họa và chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời triển khai các hoạt động tư vấn đồng hành để ổn định tâm lý học sinh, tránh gây xáo trộn hoang mang. Tháng 4 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kế hoạch về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị địa phương, xây dựng phương án dự phòng cho mọi tình huống xảy ra. 33 điểm thi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Cụ thể, đã bố trí đầy đủ 710 phòng thi, các phòng thi sắp xếp đầy đủ bàn ghế, đảm bảo ánh sáng, quạt mát, nước uống phục vụ thí sinh dự thi. 100% các điểm thi đều có lực lượng học sinh tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Công tác bảo mật trong quá trình giao nhận và bảo quản đề thi, bài thi được đảm bảo, camera giám sát tại phòng chứa đề và bài thi hoạt động 24/24 giờ, ngay cả khi xảy ra sự cố điện. Khoảng 2.500 người được huy động tham gia công tác coi thi, bảo vệ, phục vụ kỳ thi. Tất cả đều được tập huấn, quán triệt quy chế thi kỹ lưỡng. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp tỉnh đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra xuyên suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức thi tại tất cả các điểm thi. Kỳ thi diễn ra theo đúng lịch chung của cả nước, không có cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt hơn 99%. Cụ thể, số thí sinh vắng thi đối với môn văn là 43, môn toán là 52, môn vật lý là 19, môn hóa học là 17, môn sinh học là 14, môn lịch sử là 26, môn địa lý là 27, môn giáo dục công dân là 21 và 51 thí sinh vắng thi môn ngoại ngữ. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Với sự tích cực hỗ trợ nhiều khâu trong quá trình xây dựng đường dây 500 kV trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên đã góp phần bảo đảm tiến độ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Dự án đường dây 500 kV nối từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, phố nối, có chiều dài trên 126 km, đi qua địa phận 4 tỉnh gồm Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Địa phận tỉnh Hưng Yên dài hơn 7 km với 34 vị trí móng cột đi qua thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm. Mặc dù tiến độ thi công đòi hỏi gấp, nhưng với sự nỗ lực của nhà thầu, đến nay 4/4 gói thầu với 34/34 vị trí móng đã xây dựng xong.
13 trên 34 cột hoàn thành lắp kết cấu thép, 21 trên 34 cột đang lắp đặt tiếp, đã kéo xong dây 1 trên 26 quảng néo. Để có được kết quả này là tiến độ giải phóng mặt bằng của hai địa phương Mỹ Hào và Văn Lâm, và đặc biệt là sự giúp đỡ kịp thời của ngành điện Hưng Yên. Được sự giúp đỡ hỗ trợ của Điện lực Hưng Yên lập và duyệt những phương án thi công những cái khoảng giao chéo, đã hỗ trợ những cái đơn vị thi công để lập cho những cái tổ đội để hỗ trợ cho những cái vấn đề thi công cột rất là nhiệt tình, và đã hạ thế được một số những cái đoạn đường trung thế, thì đã hạ ngầm để giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công là đúc móng dựng cột và kéo dây. Với gần 6 tháng thi công, các nhà thầu thi công đã khắc phục nhiều điểm móng vấn đề đất yếu, xử lý nạo vét bùn, làm đường công vụ cho máy công trình vào, đặc biệt là có 21 điểm giao chéo giữa dự án và đường dây truyền tải điện hiện hữu. Ngành điện Hưng Yên đã xử lý đảm bảo yêu cầu tiến độ và an toàn trong suốt quá trình thi công, được các nhà thầu đánh giá cao. Nhà thầu Minh Quang cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của Điện lực Hưng Yên. Rất cảm ơn các anh ấy, cũng hỗ trợ rất tích cực từ khâu giải phóng mặt bằng này, rồi hỗ trợ về những phần hotline để vượt qua những cái khoảng giao chéo. Từ khâu khảo sát thiết kế xử lý các điểm giao chéo ngay từ khi dự án khởi công, đến nay, công ty Điện lực Hưng Yên đã thành lập 5 tổ xung kích với 42 cán bộ công nhân trực tiếp giúp đỡ các nhà thầu thi công dự án xây dựng đường dây 500 kV. Trong đó, 2 tổ hỗ trợ tại tỉnh Thái Bình và Nam Định và 3 tổ hỗ trợ tại tỉnh Hưng Yên, qua đó góp phần đáng kể trong thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án. Trong tuần vừa qua, sau khi đi kiểm tra động viên các kỹ sư công nhân đang thi công trên công trường 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu mở đợt thi đua cao điểm đặc biệt, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc dựng cột kéo dây để tháng 7 năm 2024 kiểm tra, vận hành kỹ thuật, nghiệm thu và khánh thành dự án, đưa đường dây tải điện 500 kV mạch 3 vào hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, nhà là chốn dừng chân bình yên mà mỗi người đều muốn tìm về. Ở đó có các thành viên lưu giữ và trân trọng tình yêu thương chân thành nhất. Tuy nhiên, trong cuộc sống hối hả xô bồ, việc giữ lửa hạnh phúc gia đình không đơn thuần mà cần sự nỗ lực của mỗi người. Phóng sự phản ánh nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2024. Dù bận rộn với công việc ở công ty may, chồng lại đi làm xa, nhưng mỗi ngày chị Tuất đều tranh thủ về nấu bữa cơm chiều, cũng là khoảng thời gian để chị hướng dẫn các cô con gái học nữ công ra tránh và trò chuyện tâm sự cùng các con. Công việc thì cũng rất là bận ấy, đi làm cả ngày rồi chỉ có mỗi bữa cơm tối. Thực ra bữa cơm trưa thì là mỗi người một công việc. Ở nhà thì có ông bà, thì ông bà sẽ giúp bữa cơm trưa để cho các cháu đi học về là có cơm ăn. Gia đình rất muốn là cái bữa tối là cái bữa ăn mà để chan hòa, xong là để chuyện trò giữa mọi người với nhau, để cảm thấy là rất là có cái gì để chia sẻ trong cái bữa cơm ấy. May mắn là khi hai vợ chồng chị Tuất bận rộn, những người con của anh chị đều được ông bà nội quan tâm, chăm sóc, nên các cháu đều lớn lên ngoan khỏe, nền nếp. Cuộc sống của em là đi học này, có bạn bè này, có rất nhiều những cái cuộc vui bên ngoài ấy ạ. Nhưng mà lúc nào em cũng chỉ mong ngóng là được về với gia đình. Dù em có đi đâu có hơn nhưng mà vẫn không bằng được cảm xúc khi mà ngồi lại cùng với gia đình. Ông bà với các cháu phải gần gũi các cháu. Các cháu nó muốn tâm sự tình cảm, mình phải có cái gì đó, cái tình cảm với các cháu, phải vui vẻ các cháu. Bên cạnh những gia đình vẫn giữ được nếp nhà truyền thống, có một thực tế là trong thời đại 4.0 hiện nay, sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội, các yếu tố giao lưu hội nhập đa dạng văn hóa, khiến mối quan hệ giữa các thành viên ở nhiều gia đình có xu hướng lỏng lẻo hơn. Những cuộc trò chuyện, tâm sự trực tiếp ngày càng ít đi, khi mỗi người đều dành thời gian cho công việc cá nhân và kết nối trên các nền tảng mạng xã hội. Do đó, giải pháp để giữ lửa trong mỗi ngôi nhà vẫn tập trung vào việc vừa củng cố các giá trị văn hóa truyền thống, vừa phát huy, bổ sung các giá trị mới theo tiến trình phát triển của xã hội. Trong đó, sự san sẻ đồng cảm bắt nguồn từ lòng yêu thương, thấu hiểu của mỗi thành viên có lẽ là yếu tố quan trọng nhất để giúp một gia đình thực sự là tổ ấm đúng nghĩa. Con cái thì nó làm nó toàn 7-8 giờ nó mới về ăn cơm, mà mình thì lại là có tuổi rồi, nó cũng muốn ăn sớm. Thì chính vì thế cho nên là cũng có hôm thì lại phải
bảo hai cháu là chở bố mẹ cháu về rồi để cả nhà cùng ăn một tuần ấy một vài bữa cơm. Bản thân mình cho rằng là mỗi một người phụ nữ khi mà công tác xã hội thì lên có những cái sự hài hòa nhất định trong công việc cũng như trong gia đình, đặc biệt là với vai trò của người mẹ với thân chức của người phụ nữ, chúng ta lên có sự gắn kết giữa các thành viên trong đình, ví dụ như là giữa các thế hệ bố mẹ và con cái, tìm cái nhịp cầu kết nối để các thành viên trong gia đình của chúng ta có những khoảng không gian dành cho nhau nhiều hơn. Những thách thức trong gia đình thời hiện đại rất cần nhận diện rõ để cùng nhau khắc phục, bởi ai cũng có rất nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó là gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.